Xin chào các bạn, hôm nay mình xin được giới thiệu về H3G không giới hạn Mobifone. Đây, mình xin được kiểm tra tài khoản. Lỗi không hiển thị tài khoản, chứ tài khoản mình hiện giờ còn 6 đồng, vô mạng sẽ không được. Mình sẽ hát như thế này, mình mở kết nối và đây là cái server của mình. Bình thường á mà không bao giờ mạng được đó, kể cả khi kết nối cũng không được, nhưng mà chỉ có một cái thủ thuật nhỏ. Mình đang ở chung cư tầng 13 và trong nhà nên là sóng rất yếu. Mình có test thử ngoài trời á thì được khoảng 6-7 m, tùy thuộc vào cái tốc độ 3G cho bạn thôi. Và với tốc độ đó thì mình có thể xem một màn YouTube 1080p, chỉ là load trước apply. Còn ở đây hiện tại á thì mình có thể load được YouTube 720. Tất nhiên là server của mình nó cũng có giới hạn thôi, chứ không phải nó không biến được, tại vì server là mình đặt máy tại nhà, dùng đường truyền cáp quang ở nhà, chứ không phải là mình thuê máy chủ. Nên là nếu mà bạn nào mà nhiều quá, nhiều người sử dụng quá, muốn tốc độ cao á, mình sẽ mở thêm cái máy chủ khác nữa. Tại vì hiện giờ mình là có thể làm được 3 đường truyền, 3 server khác nhau. Xin cảm ơn.